em, các em biết không, hôm nay là ngày chủ nhật, các em có làm gì cho ngày chủ nhật của mình không? Riêng chị Nhung có một kế hoạch rất là đặc biệt luôn, đó là trôn bạn Thiên Thư. Các em biết không, hiện tại thì Thiên Thư đang ngủ ở trên phòng của chị. Tối qua thì Thiên Thư ngủ với chị, rồi hai chị em đi ăn ốc đến khuya mới về, nên là hôm nay Thiên Thư ngủ nướng, bây giờ chưa có dậy luôn. Sáng nay thấy Thiên Thư thì chị Nhung nhớ liền cái bàn trôn hồi trước Thiên Thư trôn chị Nhung đó, đang ngủ mà Thiên Thư trôn chị Nhung, nên bây giờ chị Nhung phải nghĩ ra một cái cách để trôn bạn Thiên Thư, và chúng ta hãy cùng thực hiện cái màn trôn này nha, để xem coi có thành công hay không. Và bây giờ cũng 8 giờ rưỡi rồi các em ơi, bây giờ mình phải nhanh chân lên phòng chị Nhung để mà Thiên Thư ngủ dậy một cái là bể hết. Vậy chúng ta cùng đi nha. Trước khi lên trôn Thiên Thư thì chị Nhung phải lại lựa son để Nhung sẽ vẽ lên mặt Thiên Thư các em ơi. Đây, ở dưới phòng nghe chị rất là nhiều son luôn. Cũng được. Ok, chị Nhung sẽ lấy cái này. Sáng nay chị Nhung dậy rất là sớm luôn á, để mà chuẩn bị cho bé Tim đi chơi với ông nội, còn bé Suri đi ở ngoài đây, nên là chúng ta sẽ đi lên trên đó nha. Suri hả? Suri ơi, Suri ngồi đây đợi mẹ nha. Mẹ lên mẹ trôn cô Út một cái nha. Dê đi, dê đi, dê đi, cổ vũ mẹ. Lỡ vô mà Thiên Thư tỉnh dậy chắc là bể hết các em ơi. 1, 2, 3 bước vào phòng chị Nhung nha. Chưa có thấy ai mà ngủ say giống như bạn Thiên Thư luôn á. Chị Nhung làm cái gì cũng không có biết luôn. Một lát mà ngủ dậy mà lấy cái mền của chị Nhung á, mà chà chà lên mặt. Trời ơi, chắc là chị Nhung phải đi giặt lại cái mền luôn á. Khổ ghê vậy đó. Bây giờ làm cách nào bây giờ ta? Bây giờ mình phải kiếm một cái cách khác để vô chọc bạn Thiên Thư nữa. Bây giờ chị Nhung sẽ lấy cái gì đó, chị Nhung khều khều chân bạn Thiên Thư nha. Chúng ta cùng vào nữa thôi. Chị Dung sẽ trả thù ý
là ngày thứ tư làm cho chị Nhung luôn. Quẹt chân thì hơi bị hiền đó, nên là chị Nhung sẽ chọt mũi Thiên Thư. Thiên Thư sao mà cũng say dữ vậy Thiên Thư? Công nhận là phải Thiên nói là Thiên Thư rất là cừ luôn với các em. Hồi trước mà Thiên Thư chọt vô mũi chị Nhung một cái vậy thôi là chị Nhung biết liền luôn á. Còn sao mà Thiên Thư ngủ say dữ vậy ta? Hồi tối qua nhớ uống Coca-Cola chứ đâu phải uống bia đâu mà xỉn dữ vậy nè. Các em ơi, cái cách này như coi như là bờ ấy rồi. Bây giờ chúng ta phải tính một cái cách khác nữa. Làm cái gì đây? Và các em ơi, bây giờ chị Nhung nghĩ là chị Nhung sẽ quẹt tiếp sau vào mặt Thiên Thư. Một lát mà Thiên Thư tỉnh dậy một cái, Thiên Thư sẽ hết hồn với cái khuôn mặt ghê rợn của bạn Thiên Thư. Bây giờ chúng ta vào quẹt son tiếp nha. Trời ơi, con kẹt vẫn ngủ luôn, vẫn ngủ luôn. Bây giờ chị Nhung nghĩ chị Nhung phải đi ra ngoài. Để một lát mà Thiên Thư tỉnh dậy không thấy chị Nhung và bảo đảm sẽ vào rửa mặt và nhìn bộ mặt của mình. Mình sẽ đứng ở đây mình đợi nha. 2000 years later. Vậy rồi các em ơi. Mấy mốt đừng có trên tôi nữa nha, lần sau mà ngủ nữa. Trời, hư cái gối của bé Đất Tiên luôn rồi. Ê, nó nghe nè, tôi trên mấy người, sao mấy người chơi ác với tôi và bắt tôi giặt, phải giặt nguyên cái mền gói vậy? Mấy người kỳ quá nha. Đi, đi xuống gió nhanh lên. Cái chân cờ rồi mà còn hả hung hăng hả? Đi, đi thẳng lên đi. Cái gì vậy là cuối cùng chị Nhung cũng đã troll được bạn Thiên Thư rồi. Tuy là cái màn troll hơi hiền đối với là bạn Thiên Thư đó. Những lần trước Thiên Thư chơi còn ác hơn bây giờ nữa. Nhưng mà chị Nhung nghĩ là như vậy là cũng đã đủ cho bạn Thiên Thư rồi. Nếu như mà các em thích cái video này thì đừng quên cho chị Nhung cái like thật bự để ủng hộ chị Nhung ra thêm nhiều video clip mới nữa nha. Nhất là những cái video troll Thiên Thư như thế này. Nhưng mà chỉ có một cái thiệt hại là cái gối của bé Destin. Đây, dính đầy sơn. Một lát chị Tiên về hỏi chị Nhung muốn biết làm sao nữa.
không sao đâu, miễn sao các em vui là được rồi. Và chị Dung cũng đã trả thù bạn Thiên Thư được rồi. Bây giờ thì mấy bạn các em nha, hy vọng các em xem video và thích những cái gì mà chị Nhung đã làm ngày hôm nay.